Rồi mình sẽ hướng dẫn các bạn vẽ 3D, vẽ những mô hình 3D trong không gian 2D. Đây là các bạn thấy đây là con là nó mô hình nó là trong không gian 2D ha. Cái này là mặt mặt con top ha. Con top. Nếu mà chúng ta nhìn ở dạng mà không gian 3D như vẽ 3D kia thì chúng ta chọn đây. Chọn đây nó có Isometric S-Web. À, chọn đó là cái hình mà chúng ta như thế này à, hình nó dạng này 3D nè, nhưng đây không phải, đây nó dạng 3D, đây cái tọa độ 3D nhưng mà cái hình chúng ta là vẽ hình phẳng, chuyển là chế độ top, mặt phẳng top. Chế độ top chúng ta được như này à, để về chế độ top thì nó có như này, chúng ta bật chế độ dùng lệnh snap, dùng lệnh snap. Dùng lệnh snap hoặc là có cái nút snap này ha, dùng lệnh snap để chúng ta chỉnh. Snap. Snap enter. Xong rồi chúng ta chọn style hoặc là chúng ta bấm phải chuột chọn style nào. Style rồi bấm phải chuột tiếp. Chọn isometric nè, isometric thì nó có này, chúng ta có con chuỗi chọn này, con chuỗi chuột nó thay đổi như này ha. Nếu mà là vào enter hoặc là trắng là chúng ta có con chuỗi chuột nó thay đổi không, thay đổi chúng ta bấm phím F5 thì cái con chuỗi chuột bấm phím F5 thì con chuỗi nó thay đổi không, các bạn thấy không? Chuột nó thay đổi, bấm cái F5 là nó thay đổi góc vẽ à, chúng ta sẽ vẽ à, mình vẽ line nè, enter vẽ line, nó xóa cái bên đây đi, bên này thì bấm R. Bấm phím F5 để thay đổi ha. Đang bấm quay vẽ được 2 chiều. Chỉ vẽ được 2 chiều ha. 2 chiều. Đó. Rồi, bấm phím F5 nữa thì thay đổi. Trở chiều có thể thay đổi nữa ha. Đó, bấm đổi nè. Đổi qua đây. Nếu mình thả chuột chúng ta sẽ thay đổi như vậy ha. Chú ý là các bạn bấm phím bật chế độ auto nha. Auto nếu mà chúng ta tắt cái auto này là nó chúng ta không vẽ được đâu. Này chúng ta vẽ line. Đó, chúng ta vẽ line là nó như này. Thế là nó không có vẽ vuông góc nữa. Tùm lum mới vẽ góc. À, nó vẽ nó không vuông góc nè. Bây giờ các bạn phải bật chế độ auto lên nè. Bật auto lên thì nó mới vẽ đúng cho chúng ta nè ha. Đó, vẽ đúng nè ha. Vẽ đúng nè ha. Bật chế độ auto thì nó mới vẽ đúng. Đấy, mình lưu ý là chúng ta bật chế độ auto vô. Đó, thì nó mới vẽ đúng. Đó, các bạn
chuột mà. Đó. Còn để đêm kích thước như này thì chúng ta chỉnh, chúng ta tạo ra hai kiểu kích thước, hai kiểu, kiểu kích thước và hai kiểu kiểu test. Ta vô đây là chúng ta tạo hai kiểu test, không ta vô đây ha, vô đây chúng ta tạo hai kiểu test, một cái trái một cái phải ha, một cái phải là một cái trái nữa ha, cái phải nè. Phải là chúng ta sẽ nhập là 30, góc quay 30 thì nó sẽ nghiêng vào bên phải, nghiêng bên phải ha. Và chúng ta chọn không chữ nào cũng được, chọn hai cái, một cái chọn cái kiểu test là kiểu trái, kiểu trái thì góc này nó là sẽ trừ 30, trừ 30, trừ 30, chúng ta tạo hai kiểu là cái lâu đi. Này mình tạo ra, tạo rồi, tạo lúc trước rồi, không cần lưu nữa. Xong rồi chúng ta vô đây tạo hai kiểu kích thước, một cái trái một cái phải, một cái trái một cái phải nữa. Xong chúng ta vô đây modify nữa. Modify cho chọn test cái phải, cái kích thước phải thì chúng ta chọn phải ha. À, nhớ để ý là chọn cái này, canh cái tách nó song song với cái đường đường kích thước. Còn nếu mà chúng ta chọn, các bạn thấy là test nó song song với kích thước, nếu mà chúng ta chọn ngang là lúc nào cái kích thước nó cũng nằm ngang, kích thước nó sẽ nằm ngang, nó qua lúc nào nằm ngang nó vuông góc với cái đường này là không được nha. Đây, hai kiểu này khác nhau làm không được, giờ phải chọn cái này mới được nè ha. Đó, lúc nào nó cũng nằm song song với cái đường kích thước nè. Mình sờ còn xong rồi, trong cái còn là kiểu đi kiểu kích thước này chúng ta cũng hiệu chỉnh đó, rồi hiệu chỉnh đó, xong chúng ta sẽ gán cho nó cái tách bên trái, tách bên trái ha. Xong chúng ta ok, nhớ là chúng ta chọn cái này nhớ bạn. Nếu mình ok rồi mình không cần lấy nữa ha. Lâu ra nên chọn ha. Đó, bây giờ chúng ta sẽ điểm kích thước ở đây, chúng ta điểm kích thước ở đây, chúng ta điểm chúng ta dùng lệnh này DAL nha, DAL enter điểm này DAL, chúng ta chọn tầm trắng là chọn điểm ha, điểm này đó, đó cái này nó chưa có ngay nè ha, chúng ta sẽ chọn nó. Bây giờ chúng ta sẽ dùng lại lệnh đi mà edit, như edit này. Đi edit xong rồi chúng ta sẽ căn nó lại, chúng ta chọn oblique, chúng ta căn nó lại, căn cho đường kích thước này nó song song với cái đường, chọn nó enter, xong rồi ta chọn cái đường kích thước này nó song song với cái đường nào đường chúng ta muốn, chọn đây song song với cái đường này đó, thì các bạn thấy kích thước này nó nằm cái đường này nó song song với cái đường này đúng không đó. Còn bây giờ đúng là nó chưa có ấy thì chúng ta chọn nè, chọn nó cái đường này nó đang kiểu kích thước là kiểu chuẩn, chúng ta chọn một kiểu là kiểu phải thì coi, thì các bạn thấy là nó nằm song song hơn,
test nó song song với cái đường 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 giống đường kích thước ha. Nếu mà cái này không phải thì các bạn thay đổi lại, nó nghiêng chữ này nè, không phải thì mới thay đổi lại. Ví dụ như mà mình chọn nó, chúng ta chọn thử cái trái coi, kiểu cái thước trái bờ trái nè, trái không? Thì nó sẽ quay nó không đẹp không? Cái test thì nó quay không có đẹp nè, nó quay không có đẹp nữa, không có thuận mắt chúng ta, chúng ta không thích chúng ta đổi lại không, nó quay này chúng ta đổi lại, chúng ta chọn kêu kiểu kích thước là kiểu phải không, nó giờ nó quay không, giờ nó quay lại như ý muốn của chúng ta không. Tương tự các bạn chỉnh mấy cái khác ha, bạn chỉnh mấy cái khác, đi chỉnh mấy cái khác ha, để rời xóa mấy cái này đi. Mấy cái này đi. Rồi. Tương tự vậy đó. Đây là cách vẽ 3D. 3D còn không là các bạn chơi vô dùng để snap có thể vô đây. Snap có thể vô đây nè. Đó. Vô đây mà vô setting snap. Cho snap ở đây nè, snap ở đây ha, snap ở đây chọn snap rate đang là isometric, chúng ta chọn là bình thường, chúng ta chọn này rectangular snap ok. Ok đó, các bạn thấy không, con trỏ chuột chúng ta nó trở lại bình thường ha. Nó trỏ chuột chúng ta trở lại bình thường ha. Đó, nó giống như cái không gian 2D ở đây ha. Đó, chúng ta vẽ lên line nè. Lên line nè, vẽ này nó không có. Không, nó vẽ thì vẽ này nè. Đâu có vẽ kia được. Đó. Đó. Đó, các bạn thấy không? Chuyện nó đâu vẽ nó về như thế này à. Nếu mà chúng ta chọn lại như này rồi là dispose snap để setting ha, để setting chúng ta chọn lại, chọn isometric mà isometric snap ok. Đó, đó làm cho chúng ta nó thay đổi nè, thay đổi nè ha. Con phím F5 thì nó thay đổi ha. Và muốn vẽ sao tôi vẽ line nè ha. Vẽ line. Cái con chó nó giật giật là chúng ta chọn chọn chụp giờ ấy này là chúng ta phải chỉnh cái độ snap của nó. Thì nó không có bị giật. Như tôi chọn snap là chọn cái khoảng này. Snap 0.5 đúng không ta? Snap ở đây 0.5 đúng không ta? Chỉnh xuống 0.1 thôi. 0.1 ok. Ok đó thì nó cái con chó mình nó đi đến em nè, nó đi giật không bị giật, mình chọn vẽ lại vẽ em bấm cái F5 thay đổi, em bấm như này cho này bấm phím F5 thay đổi à.
kìa. F5. Đấy vẽ. Ok. Rồi tương tự. Đó là các bạn. Rồi nhớ like, subscribe kênh mình nha. Nhớ like, subscribe, share. See you again. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau.